Kỷ Mùi trí khôn nhất trần gian, dạy một biết mười thế mới an, tiền tài vật chất trong chốc lát, nghèo biến thành sang cũng nhẹ nhàng. Mấy năm gây dựng cơ nghiệp lớn, cũng lắm mồ hôi cũng lắm vàng, sắc đẹp dung nhan người phụ nữ, tiền mất tật mang thế mới tàn. Hoan hỉ chào đón quý vị khán giả đang theo dõi kênh Minh Đường Tử Vi. Vâng, thưa mệnh chủ Kỷ Mùi thân mến, được mệnh danh là thần đồng tiên tri Ấn Độ, cậu bé Anan được nhiều người biết đến khi đăng tải những video dự đoán tình hình thế giới, đặc biệt là đại dịch Covid-19 và nhiều thiên tai nhân họa nghiêm trọng trên toàn cầu. Trong lần tiên tri gần đây, cậu bé đã tiếp tục đưa ra dự ngôn gây sốc về vận mệnh thế giới 3 tháng cuối năm 2023, về sự xuất hiện dị tượng xấu sẽ xảy ra sau tháng 10 âm lịch năm 2023, khiến toàn thế giới chao đảo trong vài tháng tới, theo đó trật tự thế giới sẽ có nhiều biến động lớn, làm đảo lộn cuộc sống của mỗi cá nhân, kéo theo nhiều thảm họa mà loài người không thể lường trước, trong đó có cả Việt Nam. Chưa hết, cậu bé còn cảnh báo về những hiểm họa đang rình rập nhân loại, khiến vận mệnh của nhiều con giáp lao đao, điên đảo. Theo sau đó, thiên tai thảm họa dồn dập kéo đến uy hiếp trực tiếp đến vận mệnh con người. Tuy nhiên, cuối lời tiên tri có hé lộ rằng, duy nhất có 3 con giáp không những không bị ảnh hưởng bởi hung tượng khốc liệt này, mà còn được các tinh soi chiếu, vươn lên giàu có giữa bức tranh xã hội hỗn loạn và ảm đạm. Vậy rốt cuộc cậu bé đã dự đoán sự kiện chấn động nào sẽ xảy ra? Từ giờ đến cuối năm 2023, con giáp này cần làm gì để bình an, vượt qua đại kiếp nạn này? Tất cả sẽ được tiết lộ ngay sau đây. Thời gian cứ vô tình lướt qua đời người, mới đây đã đi qua hơn 40 năm cuộc đời rồi, đối với hết thảy đều đã sáng tỏ, thông suốt, bỗng nhiên xem nhẹ được rất nhiều chuyện, nghĩ thông suốt được rất nhiều đạo lý, con người đến cũng tay trắng, rồi ra đi cũng trắng tay, chuyện cứ như vậy thôi, cuối đường vẫn có đường, chỉ cần bạn sẵn lòng đi. Có khi nhìn thì như là có đường, nhưng thật ra là bạn phải rẽ ở đó rồi, ngoài 40 tuổi chính là một lối rẽ, có lẽ Kỷ Mùi thật sự là chán trường rồi, thành ông già bà già cả rồi. Tinh thần sa sút rồi, nhưng đối với rất nhiều chuyện đều đã coi nhẹ, thấu đáo rồi. Quay đầu lại nhìn xem Kỷ Mùi lái xe còn có người cưỡi ngựa, Kỷ Mùi cưỡi ngựa còn có người đi bộ, Kỷ Mùi đi bộ còn có người chống gậy, Kỷ Mùi chống gậy còn có người không có chân, Kỷ Mùi không có chân còn có người mất tính mạng. Như vậy cũng tự biết đủ rồi, nhân sinh trên đời vài chục năm. Bất kể bạn lúc còn sống là quan to hay dân chúng, cuối cùng cũng quay trở về với cát bụi. Thôi có lẽ Kỷ Mùi không làm được quan, nhưng nhất định là đã làm người. Có thể bạn có ít tiền nhưng nội tâm của bạn khẳng định sẽ phong phú trong tâm, tràn ngập lòng biết ơn, ôn hòa, suy nghĩ đều là khoan dung đối với người khác. Hòa khí tự nhiên sẽ đi theo, ở bên trong gia đình biết cảm ơn, thông hiểu khoan dung, càng làm cho tâm của chúng ta thêm rộng lượng, Kỷ Mùi cảm thông, tín nhiệm, quý trọng lẫn nhau càng thêm tương thân tương ái mãi về sau. Người ngoài 40 tuổi mới dần dần hiểu ra những đạo lý này, cảm thấy nhân sinh tựa như một chuyến lữ hành, không cần quan tâm tới đích đến. Cái cần để ý chính là phong cảnh ven đường, cùng những tâm tình trong đó, mặc kệ thế giới biến đổi như thế nào, Kỷ Mùi đều nên từ trong tâm mà tự cảm nhận, xuân hạ thu đông theo cách riêng của mình. Không thể ngày nào cũng đều tốt lành, đều gặp được những việc hài lòng, chỉ cần mỗi ngày đều nên có tâm tình tốt, nắm bắt được mọi chuyện, đời người ngắn ngủi khổ đau. Tốt hay không tốt đều không cần phải tiếc nuối, vui hay không vui thì cũng không cần phải thất vọng, vượt qua được là xuất sắc lắm rồi, vượt qua không tốt thì cũng là kinh nghiệm, cuộc đời này ngắn lắm. Chỉ cần Kỷ Mùi sống hết tâm mình, cũng không cần phải tiếc nuối, lại càng không cần phải hối hận. Ngay giây phút hiện tại này, Kỷ Mùi mới có thể tìm thấy trạng thái lý tưởng của sinh mệnh. Đời người, có rất nhiều chuyện không sao biết trước được, chỉ có cố gắng làm thật tốt. Những việc xảy ra trước mắt, sống trong giây phút hiện tại, mới là phương thức sinh hoạt tốt nhất của đời người, mới là thái độ đời người, nên con người sống ở hiện tại sẽ không bị quá khứ kéo lại phía sau, cũng không vì tương lai mà lo lắng. Chỉ có như thế bạn mới tìm được trạng thái lý tưởng của sinh mệnh. Để biết được tương lai của Kỷ Mùi, ta cùng đi tìm hiểu về tính cách của Kỷ Mùi. Có thể nói, mỗi một người thuộc tuổi khác nhau sẽ có những tính cách khác nhau. Và mỗi tuổi sẽ có tính cách hoàn toàn không giống nhau đâu đấy nhé. Nghe thì có vẻ hơi mê tín. Nhưng nếu bạn để ý kỹ thì bạn sẽ thấy, ở đâu đó cũng có vài đến nhiều tính cách rất giống với những tính cách mà bạn đang có luôn đấy. Nếu bạn là một người tuổi Kỷ Mùi, thì tính cách người tuổi này đầu tiên mà không thể không nhắc đến, đó chính là sự tốt bụng. Những người tuổi Kỷ Mùi hầu hết đều là những người có tính cách rất tốt bụng. Họ luôn sống vì người khác, luôn giúp đỡ người khác khi người khác cần. Họ sẵn sàng giúp đỡ mà không suy nghĩ và không hề tính toán đến việc người đó có đền đáp lại lòng tốt của họ hay không. Có thể đây chính là một trong những nguyên nhân chính giúp cho những người tuổi Kỷ Mùi được rất nhiều người yêu quý. Tinh thần trách nhiệm trong công việc cũng là một trong những tính cách người tuổi Kỷ Mùi nổi bật mà bạn cũng nên quan tâm đến.
những người tuổi này sẽ luôn hoàn thành công việc của mình một cách tốt nhất có thể và luôn có trách nhiệm rất cao trong mỗi công việc mà mình làm. Vì vậy, người tuổi Kỷ Mùi không chỉ là một chỗ dựa tinh thần vững chắc về mặt tình cảm, mà còn là một chỗ dựa vững chắc trong công việc luôn đấy. Vì vậy, những người tuổi này luôn được cấp trên rất tin tưởng và đặt lòng tin nhiều lắm, không ngừng cố gắng chính là một trong những tính cách người tuổi Kỷ Mùi nổi bật luôn đấy nha. Những người tuổi này, khi không may gặp phải những chuyện không may trong cuộc sống, sẽ không dễ gục ngã. Thay vì gục ngã, từ bỏ, thì họ lại rất cố gắng và quyết định đứng dậy, không ngừng nỗ lực hơn để vượt qua khó khăn. Những người tuổi Kỷ Mùi thường sống theo chủ nghĩa hòa bình, họ thường đưa xu hướng hòa bình lên hàng đầu. Trong mọi chuyện hay mâu thuẫn trong cuộc sống, họ thường tránh những trường hợp gây gỗ, mà thay vào đó họ sẽ nói chuyện rất lịch sự và theo chủ nghĩa hòa bình, để hòa bình cho cả hai trong mối quan hệ này, và tuổi Kỷ Mùi hoàn toàn không thích làm lớn chuyện lên đâu. Là người rất thích sạch sẽ, ưa chuộng sự sạch sẽ cũng là một trong những tính cách của người tuổi này. Họ rất thích sạch sẽ và sự gọn gàng, lúc nào cũng phải thật sạch sẽ họ mới chịu, nếu không họ sẽ thường rất khó chịu cho sự bẩn của bạn. Tiếp theo là vận trình tổng quan 4 phương diện người tuổi Kỷ Mùi 1979 trong tháng 11 âm lịch năm 2023. Tháng 11 âm lịch là tháng hàn lạnh, âm khí trở nên mạnh hơn bình thường, thường dương khí đang hoài thai, không đủ để sưởi ấm nhân gian, đất trở nên lạnh lẽo. Muốn âm dương cân bằng thì nên dùng nhiều dương, nhiều nhiệt lượng, nên bính hỏa và hành hỏa có thể giúp đỡ chúng ta rất nhiều trong tháng. Những người mạng thủy thì thuận về sự nghiệp, nhưng sức khỏe và tình cảm không tốt. Người mạng hỏa thì chỉ có tuổi bính thân, bính dần, bính tý, bính tuất, còn thuận lợi, các tuổi mạng hỏa khác đều sẽ lao đao. Mạng kim thì có nhiều quý nhân che chở, nhưng can khí tương sinh nên sẽ hao tổn nhiều sức lực, lưu ý giữ gìn sức khỏe. Người mạng mộc bình an nên nằm yên chờ cơ hội. Người tuổi Kỷ Mùi phải chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đối diện với nhiều chuyện không như mong muốn xảy ra vào tháng 11 năm 2023 âm lịch này. Hãy luôn cố gắng phấn đấu vươn lên, đừng để những khó khăn tạm thời kéo bước chân mình, khiến mình bỏ cuộc giữa chừng. Do phải chịu tác động lớn của cục diện Tý Mùi tương hại, bản mệnh sẽ phải làm việc khá vất vả trong khoảng thời gian này mà ít nhận được sự giúp đỡ của người khác. Thậm chí kẻ tiểu nhân xuất hiện thường xuyên, còn khiến bạn gặp thêm nhiều rắc rối, phải tốn nhiều thời gian mới giải quyết êm xuôi. Tử vi tháng 11 năm 2023 âm lịch khuyên, bản mệnh chớ nên có những suy nghĩ tiêu cực, than thân trách phận, bởi càng như vậy thì bạn lại càng khó có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình hơn. Tài lộc không có dấu hiệu tiến triển tích cực, thậm chí bạn còn phải cố gắng nhiều nếu muốn bảo vệ thành tích mà mình làm ra. Chớ vội tin tưởng, trao đổi mọi chuyện với người mà mình không biết rõ, nếu không bạn sẽ bị kẻ xấu giáp tâm chiếm mất công lao đấy. Chuyện tình cảm cũng không có nhiều điểm sáng, thậm chí bản tính cao ngạo, nóng nảy, khiến người độc thân khó có thể chiếm được thiện cảm của người khác. Đồng thời bạn cũng thường đặt ra những tiêu chuẩn quá cao cho người bạn đời, nên ít có cơ hội tìm được người thực sự ưng ý. Mối quan hệ vợ chồng cũng có nhiều vướng mắc, hai người ít tâm sự, chia sẻ với nhau. Về phương diện sự nghiệp, cục diện tương xung khiến người tuổi Kỷ Mùi phải chịu đựng nhiều tác động xấu gây ảnh hưởng đến sự nghiệp. Thời điểm này, bạn chỉ cần cố gắng duy trì hoàn thành nhiệm vụ của mình là tốt lắm rồi. Nhiều mục tiêu cao xa khó có thể đạt được thành quả như ý muốn. Con giáp này cần chú ý đến các mối quan hệ xã giao của mình, tránh giữ quan hệ thân thiết với người mang lại ảnh hưởng xấu cho bản thân. Đó có thể là những kẻ đang chờ đợi một cơ hội bạn lơ là để cướp công lao của bạn trong một tập thể. Bạn hãy điềm tĩnh hơn trong cách cư xử, không có những lời nói hoặc hành động gây tổn thương người khác, ảnh hưởng đến các mối quan hệ. Chính vì tháng này bạn ít có cơ hội gặp được quý nhân, nên bạn càng phải ít gây thù chốc oán với người khác, đừng khiến công việc của mình vốn đã tiến triển khó khăn rồi lại còn bị người khác cản trở. Nguy lệnh quan đới cũng không đem lại nhiều sự trợ giúp tích cực cho bản mệnh, nếu bạn vẫn tiếp tục hành xử một cách nóng nảy, bất cẩn, làm việc gì bạn cũng cần nhìn trước ngó sau. Không nên khăng khăng với ý kiến của riêng mình, bạn là người chủ động, xông xáo thật đấy, nhưng chính vì vậy mà bạn thường không cân nhắc được chu toàn mọi vấn đề. Về phương diện tài lộc, người tuổi Kỷ Mùi không đưa ra được nhiều quyết định chính xác, cộng với việc phải chi tiêu tốn kém, nên vận trình tài lộc khó có dấu hiệu khởi sắc trong tháng 11 âm lịch này. Bạn cần phải cố gắng thật nhiều, đồng thời cẩn thận hơn trong mọi việc mới tránh được việc làm ăn thua lỗ dưới tác động của cục diện tương hại. Người làm ăn kinh doanh cần hết sức cẩn trọng trong việc giao thiệp, hợp tác với các mối khách hàng, đối tác của mình. Bạn chớ nên nhẹ dạ cả tin, nghe theo lời rủ dê, dụ dỗ của người khác khi chưa kiểm chứng thông tin. Làm việc gì, bạn cũng cần phải xác định được những nguồn thông tin chính xác rồi mới đưa ra quyết định. Người làm công ăn lương
cũng sẽ phải trải qua một tháng với nhiều vất vả, bạn làm nhiều nhưng được hưởng ít, thậm chí còn bị kẻ khác hãm hại, nẫng tay trên công lao. Do đó, bạn cần phải cẩn thận trong mọi việc, chớ chủ quan lơ là ngay cả trong những công việc quen thuộc nhất. Việc hợp tác với đồng nghiệp cũng cần chú ý hơn trong tháng này. Quan đới cát tinh xuất hiện là dấu hiệu giúp bản mệnh tin tưởng hơn vào tương lai. Chỉ cần bạn dành tâm huyết cho công việc, hạn chế tính tình nóng nảy, sinh chuyện thị phi với người khác thì mọi việc sẽ dần dần ổn định trở lại. Thậm chí bạn tìm được hướng giải quyết cho những khó khăn trước mắt, khiến mọi người phải nhìn nhận bằng ánh mắt khác xưa. Về phương diện tình cảm, gia đạo. Xem tử vi tháng 11 năm 2023 âm lịch, cục diện tương hại ảnh hưởng mạnh mẽ đến chuyện tình cảm của người tuổi Kỷ Mùi, khiến lứa đôi có dấu hiệu rạn nứt. Nếu không quan tâm để ý và nhanh chóng tìm cách khắc phục thì có thể dẫn đến hậu quả khó lòng cứu vãn. Những quan điểm đối nghịch liên tiếp xuất hiện, khiến vợ chồng bạn khó tìm được tiếng nói chung, thậm chí có những người rơi vào cảnh đồng sàng dị mộng. Những lúc thế này, bạn càng phải nhắc nhở bản thân, quý trọng những gì mà mình đang có, đồng thời không nên yếu lòng, giữ quan hệ quá mức thân thiết với người ngoài. Những người độc thân dường như không tin tưởng vào tình yêu, nên bạn cũng chẳng muốn tìm hiểu bất cứ ai. Dù cho được người quan tâm, chăm sóc đi nữa, bạn cũng không nghĩ rằng mối quan hệ này sẽ kéo dài được lâu. Hãy gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực ấy và tận hưởng hiện tại nhiều hơn, bởi nếu bạn cứ lo trước lo sau như vậy thì bạn sẽ chẳng bao giờ đến được với bất cứ ai. Muốn tình yêu lâu bền, cả bạn và đối phương đều phải cố gắng để thay đổi và dung hòa. Bạn không nên nghĩ đến việc hoàn toàn phụ thuộc vào tình cảm của đối phương. Về phương diện sức khỏe, tình hình sức khỏe của người tuổi Kỷ Mùi nhìn chung là ổn định. Dù công việc vất vả khiến bạn thường xuyên phải lo nghĩ, căng thẳng, hãy cố gắng hướng bản thân đến những suy nghĩ tích cực, tham gia nhiều hoạt động tập thể, hoạt động ngoài trời hơn để giảm bớt căng thẳng. Khi gặp phải những chuyện không mong muốn, bạn cần chia sẻ, tâm sự với người thân thiết nhiều hơn, đừng giữ mọi chuyện ở trong lòng. Khi làm việc, người trẻ tuổi chớ bắt bản thân làm việc quá sức, chú ý nghỉ ngơi, thư giãn phù hợp. Người lớn tuổi cần vận động hợp lý để tránh những tổn thương cơ thể không đáng có. Trước khi đến với phần vận trình tử vi chi tiết theo từng giai đoạn và hóa giải hung cát cho quý mệnh chủ, Minh Đường tử vi xin mời quý vị đến với điều đại cấm kỵ với người tuổi Kỷ Mùi 1979 trong tháng 11 này nếu muốn tài lộc ngưng tụ, sự nghiệp hanh thông. Tuổi Kỷ Mùi, xây nhà hướng nào, quẻ mệnh của tuổi Kỷ Mùi là Chấn, Hành Mộc thuộc Đông Tứ Mệnh nên các hướng tốt để xây nhà là hướng Nam, sinh khí. Gia chủ tuổi Kỷ Mùi xây nhà hướng Nam sẽ thu hút được tài lộc, sự nghiệp thăng tiến, công việc thuận lợi, có được danh vọng, tiền tài. Hướng Đông Nam, diên niên. Hướng diên niên sẽ đem đến sự hài hòa trong các mối quan hệ tình cảm cho gia chủ tuổi Kỷ Mùi, giúp gia đình hạnh phúc, chồng vợ thuận hòa, con cái vâng lời, có mối quan hệ tốt với mọi người xung quanh, tình yêu bền chặt. Hướng Bắc, thiên y. Xây nhà hướng này giúp gia chủ có được sức khỏe dồi dào, phúc khí an khang, sống hạnh phúc, ấm no đến già, có quý nhân phù trợ nên công thành danh toại. Hướng Đông, phục vị. Xây nhà hướng Đông sẽ đem đến những may mắn, thuận lợi trên con đường sự nghiệp của gia chủ tuổi Kỷ Mùi, đồng thời giúp tăng sức mạnh tinh thần. Những hướng nhà xấu mà tuổi Kỷ Mùi nên tránh, ngoài những giải đáp tuổi Kỷ Mùi xây nhà hướng nào, thì những hướng nhà xấu mà tuổi Kỷ Mùi nên tránh cũng quan trọng không kém. Dưới đây là những hướng xấu mà gia chủ tuổi Kỷ Mùi không nên xây để tránh được tai họa về sau. Hướng Tây Bắc, ngũ quỷ. Xây nhà hướng này thường bị ma quỷ quấy nhiễu, không tránh được những tai họa ập đến bất ngờ. Ngoài ra hướng ngũ quỷ cũng đã đem đến vận hạn về sức khỏe, có thể bị ốm đau, bệnh tật, nguy hiểm tới tính mạng, phá sản. Hướng Đông Bắc, lục sát. Nếu không muốn gặp tranh cãi, thị phi thì gia chủ tuổi Kỷ Mùi tuyệt đối không nên xây nhà hướng này, bởi nó đem lại sự đổ vỡ trong quan hệ tình cảm, cũng như xảy ra thị phi với những người xung quanh, có thể dẫn đến kiện tụng, pháp luật. Hướng Tây, tuyệt mệnh. Lý giải thì tuyệt mệnh chính là sự chết chóc, tiêu tán. Xây nhà hướng này sẽ mang lại những tai họa lớn cho gia chủ tuổi Kỷ Mùi. Làm ăn thua lỗ, mọi sự bất thành, mất công ăn việc làm, thường xuyên xảy ra tranh chấp, thù hận, gặp vận hạn ảnh hưởng tới tính mạng. Hướng Nam, họa hại. Tuổi Kỷ Mùi nếu xây nhà hướng này sẽ đem tới hung khí cho ngôi nhà, cuộc sống gặp nhiều khó khăn, con đường sự nghiệp bất chắc, làm gì cũng thất bại, tài sản tiêu tán, sức khỏe suy giảm, thường xuyên xảy ra mâu thuẫn trong các mối quan hệ tình cảm. Tử vi hàng tuần tuổi Kỷ Mùi 1979 trong tháng 11 âm lịch năm 2023. Tử vi tuần 1 tuổi Kỷ Mùi tháng 11 âm lịch 2023.
Công việc không được thú vị như trước, con giáp tuổi Kỷ Mùi thiếu động lực khi mọi thứ cứ lặp đi lặp lại một cách nhàm chán. Thế nhưng nếu bạn đặt mình lên trên sự ganh đua, mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Đừng tìm cách trả thù nếu bị ai đó lăng mạ, làm như vậy bạn cũng sẽ chẳng khác gì học họ. Về mặt tình cảm, trong tuần mới tuổi Kỷ Mùi nên nhạy cảm hơn một chút, người ấy có thể đang gặp rắc rối, nên tâm trạng không được tốt, bạn hãy cố gắng động viên nửa kia và dành thời gian để hâm nóng mối quan hệ của cả hai nhé. Tiền bạc sẽ về với tuổi Kỷ Mùi vào cuối tuần, khi chính tài mang tới tin vui với những nguồn thu ngoài mong đợi đang đổ trở về. Hãy trân trọng những khoản này và nên để vào tiết kiệm, tránh việc quá hoang phí bạn nhé. Do ảnh hưởng không tốt của thiên cầu hung tinh đang gây hại cho sức khỏe của bản mệnh, nên con giáp tuổi Kỷ Mùi không được chủ quan với các biểu hiện liên quan tới tình hình bệnh tật của bạn thời gian này. Nếu có bệnh thì bạn nên tập trung chữa trị dứt điểm đi nhé. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, xanh dương, đen, quý nhân phù trợ, thìn, thân, sửu, con số may mắn, nam, 7, 76, 02, 98, nữ, 8, 34, 95, 07. Tử vi tuần 2, tuổi Kỷ Mùi, tháng 11 âm lịch 2023. Những vấn đề trong công việc sẽ rút cạn toàn bộ năng lượng đến nỗi, con giáp tuổi Kỷ Mùi không còn đủ sức để chú ý hay quan tâm tới người thân và bạn bè của mình nữa. Nhưng đó cũng là lúc bạn cần bình tĩnh sắp xếp lại mọi thứ để có thể giải quyết từng vấn đề một, tránh làm hỏng mọi việc. Vận trình tình cảm của người tuổi Kỷ Mùi lúc này cũng đã tốt hơn trước rất nhiều, tuy chưa thể ngọt ngào với nhau, như những cuộc tranh cãi đã giảm dần, không còn chỉ trích về lỗi lầm của nhau nhiều như trước nữa. Tuần mới có nhiều thăng trầm, nhưng thời gian thuận lợi nhất là vào đầu tuần, khi có chính ấn nâng đỡ. Do đó, nếu có việc gì khó nên tập trung xử lý sớm, thì cuối tuần bạn sẽ được thảnh thơi hơn rất nhiều. Ảnh hưởng của tiểu hao dự báo sẽ là những ngày bùng nổ bên bạn bè và những cuộc mua sắm bất tận. Dù sao bạn cũng không mua sắm quá tay, vì thế hãy tận hưởng khoảng thời gian cực kỳ tuyệt vời này nhé. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, giờ tốt từ 9 đến 11 giờ, màu sắc cát tường, cà phê, vàng, quý nhân phù trợ, tị, dậu, tí, con số may mắn, nam 4, 59, 13, 75, nữ 2, 22, 78, 40. Tử vi tuần 3, tuổi Kỷ Mùi, tháng 11 âm lịch 2023. Con giáp tuổi Kỷ Mùi tuần này vô cùng nhạy cảm, bạn có khả năng biết được chính xác những gì đang diễn ra và tuyệt vời hơn. Bạn sẽ hiểu được suy nghĩ sâu thẳm của những người xung quanh, đây là một phần của giác quan nhạy bén mà bạn được ông trời phú cho. Cho dù vận trình tình cảm thời gian này đi xuống, nhưng bạn hiểu rõ vấn đề nằm ở đâu và bạn đang kiên nhẫn để sửa chữa. Tuổi Kỷ Mùi cần một chút kiên nhẫn để có thể cải thiện những căng thẳng trong đời sống tình cảm của mình. Bạn cũng hiểu được tầm quan trọng của một tâm trí khỏe mạnh. Bạn muốn loại bỏ những vật dụng không cần thiết, điều đó cũng sẽ giúp bạn giải phóng những điều tiêu cực trong tâm trí. Đừng quá lo lắng vì mọi chuyện sẽ dần đi vào quỹ đạo của nó. Ngũ quỷ hung tinh xuất hiện, dự báo những vấn đề không tốt liên quan tới sức khỏe. Do đó, bản mệnh không nên bỏ bê bản thân chỉ vì công việc hay mải chạy theo tiền bạc. Đừng để đến khi ngã bệnh mới nói giá như thì cũng đã muộn. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt từ 19 đến 21 giờ, màu sắc cát tường, xanh lá, xanh lam, quý nhân phù trợ, ngọ, hợi, tuất, con số may mắn, nam 4, 48, 20, 66, nữ 2, 65, 58, 30. Tử vi tuần 4, tuổi Kỷ Mùi, tháng 11 âm lịch 2023. Thương quan xuất hiện ngay đầu tuần, khiến tuổi Kỷ Mùi phải trải qua cảm giác vô cùng khó chịu. Bạn thường xuyên không cảm thấy thoải mái trong những việc mình làm. Lời khuyên là thay vì nghĩ ngợi quá nhiều, hãy tập trung vào nhiệm vụ nhỏ trước mắt, chúng cũng rất quan trọng và hữu ích cho mọi người. Tuần này, bạn cần tập trung vào một số vấn đề chuyên môn quan trọng, nên mãi vùi đầu trong công việc. Hãy xem xét lại cách phân bổ thời gian sao cho hợp lý, để cuối tuần này, bạn có thể nghỉ ngơi xả láng bên những người thân yêu nhé. Người tuổi Kỷ Mùi có thể cảm thấy bình thường, nhưng có thể những người khác lại cảm nhận không tốt về bạn. Đề phòng và cẩn trọng là điều nên làm, song đôi lúc nó cũng khiến bạn và những người xung quanh trở nên xa cách hơn. Thái âm cát tinh phù trợ công việc, nhất là những ai đang bán hàng online sẽ biết những cách để tìm ra khách hàng phù hợp hơn cho mình.
Không những thế, bạn tránh được việc tham lam, thay vào đó nhờ sự tập trung mà có được kết quả đáng nể. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt từ 13 đến 15 giờ. Màu sắc cát tường: đen, trắng, quý nhân phù trợ: Hợi, Mùi, Tuất. Con số may mắn: nam 1, 89, 37, 79, nữ 5, 27, 9, 45. Quý vị thân mến, trong cuộc sống ngày nay, nhiều người thường nghĩ rằng sự phát triển chính là vươn cao, vươn xa, nhưng thật ra bản chất chính là hấp thụ mọi tinh hoa, rồi bồi về gốc rễ, ta bồi về cho nhân tâm ta bồi về cho gia tộc ta, cho dân tộc ta, vậy nên ta hòa hợp với người, ta hòa hợp với đại tự nhiên, ta hòa hợp với thiên, địa, quỷ, thần. Những ai tu luyện được những giáo lý trên, rồi đem nó giáo hóa cho con cháu, ắt hẳn phước báu sẽ hiện tiền, đời sau bao đời cháu con hưng vượng. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video hữu ích nào từ ban biên tập chương trình nhé. Minh Đường Tử Vi xin chào và hẹn gặp lại.